Uh, em xin báo cáo một chủ đề liên quan đến tràn dịch màng phổi một bên theo khuyến cáo của mới nhất của BTS là hội đồng ngực của Vương quốc Anh vào năm 2023. Thực tế rằng cái khuyến cáo này sẽ có uh, thực tế khuyến cáo này sẽ có bốn phần, một phần là liên quan đến vấn đề về tràn khí màng phổi mà một mà còn lại là ba phần liên quan đến tràn dịch bằng phổi một uh, trong tràn dịch bằng phổi thì sẽ có ba có có ba phần nhỏ trong vấn đề tràn dịch bằng phổi một bên đó là tràn dịch bằng phổi chuẩn đoán một cái tràn dịch bằng phổi một bên thứ hai là vấn đề về chuẩn đoán và xử trí của vấn đề tràn mù bằng phổi và uh, thứ và cuối cùng là liên quan đến đến xử trí chuẩn đoán và tràn dịch bằng phổi ác tính ấy. em xin uh, đi vào phần đầu tiên vấn đề chúng ta sẽ hiểu màng phổi là gì tức là, uh, tức trong cái khoang màng phổi tức là màng phổi sẽ có hai lá thành và lá tạng và lá thành lá tạng thì nó sẽ có giữa hai lá thành lá tạng sẽ có một lớp dịch rất mỏng và dịch đấy nó làm cho lá thành lá tạng nó trượt lên nhau dễ dàng để chúng ta hô hấp uh, hô hấp uh, hô hấp dễ và thứ ba thứ ba đó là cái lượng dịch đấy thì rất là ít người ta thống kê khuyến cáo đó chỉ là chỉ khoảng tầm chỉ có khoảng tầm 10 đến 20 ml dịch thôi một lượng dịch rất nhỏ nó khoảng tầm 0,6 cộng trừ 0,1 mg trên kg và trong đó có một số cái thành phần một số thành phần tự nhiên trong vấn đề về dịch khoang màng phổi và thông thường dịch khoang màng phổi là một khoang kín một lượng dịch rất nhỏ và là vô trùng còn bất cứ một cái lý do nào đó làm cho khoang màng phổi có thể có khí hoặc có thể có dịch thì đấy là vấn đề bệnh lý của màng phổi và trong vấn đề về màng phổi thì chúng ta sẽ chia chúng ta luôn chia thành hai phần đó là vấn đề dịch thấm dịch tiết và để gì chúng ta định hướng được một số các nguyên nhân bởi các nguyên nhân đấy nó sẽ khác nhau vấn đề liên quan đến dịch thấm trước đây chúng ta sẽ hay gặp dịch thấm là bốn cái suy mà chúng ta hay gặp đó là vấn đề là suy tim, suy thận, và vấn đề về sơ gan, suy gan và vấn đề về về suy dinh dưỡng thì đấy là các nguyên nhân hay các nguyên nhân hay gặp còn là một số các nguyên một số các nguyên nhân hiếm gặp nữa thì cũng có thể một số chuyện là các tràn dịch màng phổi do vấn đề về suy giáp vấn đề về 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 suy giáp và trong vấn đề về thận hư ngoài ra vấn đề có sẽ có tràn dịch phổi dịch tiết trong vấn đề về dịch tiết thì sẽ có có các cái nguyên nhân chính hay gặp nhất mình gặp đối với Việt Nam thì hai cái loại nguyên nhân hay gặp nhất đối với tràn dịch phổi dịch tiết đó là vấn đề về về ung uh, ung thư và, và và lao và thứ ba nữa là vấn đề về tràn mủ bằng phổi và một số chuyện là bệnh lý tự miễn ngoài ra một số bệnh lý hiếm gặp nữa một số chuyện là do thuốc hoặc là vấn đề về các cái các cái do vấn đề về u -lympho. hoặc là một số chuyện là hội chứng đờm mông thì sau đặt một, một chuyện là bệnh sau đặt là stent mạch vành hoặc can thiệp một đêm mạch vành thì cũng có thể có vấn đề về tràn dịch phổi dịch tiết thì bây giờ là chúng ta làm là chúng ta phân biệt thành dịch thấm dịch tiết về kinh điển của chúng ta sẽ dựa vào tiêu chuẩn lai khi tiêu chuẩn lai sẽ gồm có chuyện là protein dịch bằng phổi trên protein máu và LDH dịch bằng phổi trên LDH máu và LDH dịch bằng phổi trên 2 phần 3 giới hạn chỉ cần có một trong các cái tiêu chuẩn đó thì đúng chúng ta đã định hướng được ở đây là vấn đề tràn dịch bằng phổi dịch tiết và cái dịch tiết này thì vấn đề về độ nhạy nó gồm là khoảng tầm 95,4% và độ đặc hiệu là 83,3%. Thì một số chuyện là dương tính giả trong những trường hợp nào? Đối với một số bệnh nhân vấn đề chúng ta chọc dò nhiều lần hoặc là một số bệnh nhân là sao chẳng gì một phổi dịch thấm mà chúng ta sử dụng loại tiểu thì tự dưng vô hình chung nó làm vấn đề protein tăng cao. Thì những cái trường hợp như vậy thì chúng ta có cái tiêu chuẩn nào nữa hay không mà có thể là độ nhạy và độ đặc hiệu cao hơn vấn đề tiêu chuẩn lai để chúng ta sẽ định hướng nguyên nhân dịch thấm dịch tiết. Thì ở đây sẽ đây sẽ có tầm 3 cái tiêu chuẩn nữa nó sẽ liên quan đến vấn đề về albumin máu về so cái gradient của albumin máu albumin ở trong dịch bằng phổi và albumin trong máu nếu có dưới 12 không độ nhạy vấn đề độ đặc hiệu là 87 đến 92 và nữa là protein máu và protein dịch và một vấn đề nữa đấy là vấn đề về uh, cholesterol và chúng ta sẽ định lượng cholesterol xem lớn bao nhiêu thì đấy là một trong cái mà hỗ trợ thêm trong vấn đề là gì chúng ta sẽ xác định được dịch thấm hay vấn đề dịch tiết ạ à? thì ở trong khuyến cáo của BTS thì chúng ta như nhà đối với bệnh nhân có dịch bằng phổi thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải thăm dò chúng ta phải chắc phải chọc dịch bằng phổi chúng ta sẽ thăm dò dịch xem dịch đấy và dịch thấm với dịch tiết dựa vào thứ nhất là đầu tiên là về đại thể chúng ta sẽ nhìn về hình thái dịch như nào ạ dịch đấy dịch đấy màu sắc như nào tính chất như nào và thứ hai nữa là gì và khi vấn đề về chọc trong khuyến cáo thì đều là vấn đề về chọc dưới hướng dẫn của siêu âm người ta sẽ luôn luôn vấn đề về ưu tiên vấn đề về chọc dưới hướng dẫn của chuẩn ánh nhảy từ dưới hướng dẫn của siêu âm thì là để làm gì để có hạn chế cái vấn đề về các cái tai biến biến chứng của uh, biến chứng của liên quan vấn đề chọc dịch và khi chọc dịch ra thì chúng ta sẽ vấn đề là liên quan đến làm nếu mà chúng ta nghi ngờ vấn đề liên quan đến ác tính thì chúng ta sẽ làm uh, làm tế bào học hoặc là thậm chí chúng ta có thể làm cell block cái lượng vấn đề tế bào học thì thông thường người ta khuyên cáo từ khoảng 25 đến 50 mươi ml thì chúng ta cái vấn đề nghi ngờ đấy thì chúng ta có còn đối với với Việt Nam là một nước có gánh nặng lao rất lớn thì chúng ta có thể làm một số chuyện là và một số xét nghiệm nó định định hướng tới vấn đề lao nhiều hơn đến vấn đề ADA. Đấy. ngoài ra nếu nghi ngờ lao thì chúng sẽ cấy nuôi cấy vấn đề lao. thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ làm vấn đề về dịch màng phổi. đầu tiên sẽ những vấn đề tiêu chuẩn lai rồi thứ hai vấn đề dịch màng phổi. ưu thế là tế bào học dịch màng phổi thì chúng ta ưu thế cái gì? nếu vấn đề ưu thế lympho thì có sẽ có một số nguyên nhân nó có thể để gây vấn đề về tăng sinh vấn đề lympho khí phô trong dị phổi tăng lớn đến 50% và một số nguyên nhân là gì một trả lời phổi ác tính bệnh nhân lao hoặc là lymphoma hoặc một số nguyên nhân như đề cập trên thứ hai nữa là gì bạch cầu axit tăng thì khi nào một là khi lớn 10% trong vấn đề về về tổng nguồn lượng bạch cầu ở trong dị bằng phổi cái thứ hai là gì cái nguyên nhân định hướng nguyên nhân nó gồm cái gì nó sẽ có một vài cái nguyên nhân và chúng ta có thể hay gặp đến một nguyên nhân ác tính hoặc là tràn dịch bằng phổi cận viêm hoặc là một số liên quan đến vấn đề bệnh lao đấy, thì cũng có những cái, những cái cái tình trạng tăng của của lympho và ký sinh trùng đấy là một trong cái mà cũng khá thường gặp thứ ba nữa là gì khi nếu mà dịch nó trắng nó sữa thì có một là có thể là mủ và thứ hai nữa là tràn dịch bằng phổi dưỡng chấp thì trong vấn đề về dưỡng chấp thì người ta sẽ chia thành hai phần tràn dịch bằng phổi dưỡng dưỡng chấp thực tế hoặc là tràn dịch bằng phổi giả dưỡng chấp thì người ta sẽ dựa vào vấn đề về người ta dựa vào người ta sẽ dựa vào cái nồng độ triglycerid ở trong dịch màng phổi là bao nhiêu và lượng vào cholesterol trong dịch màng phổi bao nhiêu và người ta có xét, xét nghiệm cái cái tinh thể của cholesterol trong dịch màng phổi nó có sự có mặt hay là không có và chúng ta sẽ tính tỷ lệ mấy cái chuyện tỷ lệ của triglycerid ở trong máu trong huyết tương ở trong dịch màng phổi và như này một bảng như này để chúng ta có thể phân biệt được để 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 dịch màng phổi dưỡng chấp hay giả dưỡng chấp bởi vì lý nguyên nhân của của nó sẽ khác nhau còn cái nược cái đồ này để để làm rõ hơn để chúng ta sẽ phân biệt được là như nào là dưỡng chấp và giả dưỡng chấp bởi vì một số chuyện là trắng sữa đấy có thể liên quan đến trần mủ màng phổi thì nguyên nhân của tại sao chúng ta phân biệt hình dưỡng chấp và giả dưỡng chấp như vậy thì để chúng ta sẽ định hướng được một số nguyên nhân đối với tràn dịch màng phổi dưỡng chấp thì chúng ta hay gặp nhất là vấn đề liên quan đến chấn thương thứ hai nữa là một số bệnh lý ác tính bệnh lý ác tính nó chèn vào ống ngực nó chèn vào ống ngực của các hệ thống mạch bạch huyết và, ống ngực thì nó sẽ gây chuyện là tràn dịch phổi dưỡng chấp thì cái đấy chúng ta sẽ phải đi tìm và định hướng xem nguyên nhân là, là gì còn đây còn đối với tình trạng giả dưỡng chấp thì cũng một số nghiên cứu nó có thể thấy một số chuyện là lao hoặc trong vấn đề về một số viêm khớp dạng thấp đấy, thì đó đó là một số cái mà mà có thể vấn đề về chúng ta sẽ các nguyên nhân khác nhau thì chúng ta sẽ phải phân biệt được dưỡng chấp hay giả dưỡng chấp thì quay lại vấn đề về tại một nước gánh nặng lao lớn như chúng ta thì chúng ta hay hay đề cập đến vấn đề về ADA ADA trong dịch bằng phổi thì đây là một trong cái mà chúng ta giúp định hướng được nhiều nhất liên quan đến vấn đề về lao thì A, ADA dịch bằng phổi thì uh, trong vấn đề về dịch bằng phổi thì sẽ có hai xét nghiệm liên quan đến vấn đề về lao uh, thì đó là vấn đề về ADA dịch bằng phổi hay là vấn đề interferon gamma thì cái này interferon gamma thì có độ nhạy và độ đặc hiệu sẽ cao hơn trong vấn đề về chọn đoán vấn đề về về, về về lao nhưng vấn đề về việt nam thì hay áp dụng vấn đề về ADA dịch bằng phổi thì sẽ có vấn đề độ nhạy độ đặc hiệu là 9 à, độ nhạy là 91% và độ đặc hiệu là 88%. Thì đây là một cái nghiên cứu cộng hộp để chúng ta sẽ xem xem vấn đề về cái độ nhạy độ đặc hiệu tổng của của dịch bằng phổi là bao nhiêu, à, ADA của dịch bằng phổi bao nhiêu và trong đây chúng ta sẽ phân biệt thành cái thành thành các cái các cái mốc với ADA dưới 35, dưới 36 đơn vị thì vấn đề về cái tỷ lệ vấn đề về lao thì rất là thấp. Còn lại nếu mà ADA trên trên à, trên 36 tức là 40 cộng trừ 4 thì vấn đề về những cái đấy chúng ta hoàn toàn có thể nghi ngờ được vấn đề về lao. À. như vậy thì có đặt ra một vấn đề là nếu cứ ADA càng cao thì có phải là lao hay không? Thì cái đấy chưa chắc. À, đối với một số cái một số nước mà gánh nặng lao không nhiều, ví dụ đây Nhật đây người ta nghiên cứu trên Nhật Bản thì có một số chuyện là gì? Với tình trạng ung thư ở trong bằng phổi thì cái mức độ của ADA nó cũng cao. À thế thế nên là gì chứ cứ, cứ mình không thể đinh trong đầu là vấn đề cứ ADA cao thì vấn đề về về sao đấy là, là đấy là lao bằng phổi mà chúng ta sẽ phải đi tìm một số các nguyên nhân khác nữa đây cũng thế đây một nghiên cứu trên một nghiên cứu cộng gồm của uh, ở Hàn Quốc thì chúng ta nhận thấy gì ADA uh, ADA uh, tỷ lệ vấn đề về lao màng phổi thì sẽ hay gặp nhất trong khoảng từ uh, 70 đến 150 còn lại các cái chỗ khác thì vẫn có thể có vấn đề về lao nhưng mà ngoài ADA ra chúng ta sẽ có thể kết hợp đến một số các cái 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 marker khác để chúng ta xem xem định hướng lao nhiều hơn hay không. Đặc biệt là chúng ta sẽ tính được tỷ lệ ADA trên protein dịch uh, trên protein dịch bằng phổi để xem như thế nào. À, dưới có dưới 14 hay không. Thì đây là một cái bảng lược đồ để chúng ta sẽ định hướng được một số nguyên nhân đối với uh, liên quan đến vấn đề về ADA. Nếu mà ADA mà trong dịch bằng phổi mà dưới ADA trên protein toàn phần mà dưới 14 chúng ta để ý nhé, protein toàn phần đây đơn vị đơn vị là mg trên trên dl chứ không phải đơn vị giống như gam trên lít như của mình. Và nếu mà ADA ADA trên protein dịch màng phổi mà dưới 14 thì lúc đấy em sẽ cái nguy cơ, nguy cơ của bệnh nhân bị lao sẽ cao hơn. Thế ngoài vấn đề về ADA dịch màng phổi thì chúng ta có thể xét nghiệm được cái gì nữa hay không? Đấy là một chúng ta có thể xét nghiệm được vấn đề về ANA mới dịch hình quang trong vấn đề về chúng ta sẽ hỗ trợ bệnh lý vấn bệnh lý tự miễn. Tiếp nữa là chúng ta có thể vấn đề về xét nghiệm được được nồng độ của NT BNP trong vấn đề dịch màng phổi để định hướng xem vấn đề về bệnh nhân có vấn đề suy tim hay không. Nhưng đôi khi vấn đề xét nghiệm máu à, trong dịch màng phổi với trong máu thì nó không có ý nghĩa không có khác biệt gì nhau nhiều. Thì định uh, chung quy lại là nếu mà có dịch màng phổi để dịch tiết thì chúng ta sẽ phải sinh thiết màng phổi. Thì khi sinh thiết màng phổi thì sẽ có bao bao nhiêu cách sinh thiết màng phổi? thì hiện tại thì chúng ta sẽ có hai cái thủ cái vấn đề về sinh thiết bằng phổi để sinh thiết bằng phổi kín hay là vấn đề về sinh thiết bằng phổi qua vấn đề về nội soi bằng phổi à, nội soi lồng ngực sinh thiết bằng phổi kín thì thông thường là bằng các cái kim chúng ta sẽ, sẽ, tùy từng loại chúng ta sẽ dùng kim cốc và chúng ta sẽ sinh thiết bằng phổi đây là một thủ thuật đơn giản nhưng mà nó sẽ có vấn đề nguy cơ chảy máu rất chảy máu cao và thứ hai nữa là gì sinh thiết bằng phổi qua nội soi lồng ngực và qua nội soi lồng ngực thì chúng ta sẽ có hai loại ống tùy vào cả vào vấn đề ống thôi, vấn đề đây là ống bán cứng và ống cứng. Thì ưu và nhược điểm của hai ống này thì như nào? Ờ, cái kênh ống cứng này chúng ta nhìn thấy giống như cái ống nội soi phế quản và là tất cả này chúng ta đều làm qua, có thể qua một lỗ và qua nội soi phế quản thì làm sao? Cái cái chúng ta sẽ di động à, xoay trước nhiều hơn à, xoay dễ dàng hơn, nhưng mà mảnh bẩn, bệnh phẩm đôi khi nó nhỏ hơn. Đây là cái sự chúng ta sẽ so sánh cái vai trò của cái khí của của nội soi phế quản ống cứng và ống bán cứng xem có có khác biệt gì nhau hay không thì đây thì đây trên một cái nghiên cứu đây người ta xác định là gì là không có ý nghĩa nhiều ý nghĩa thống kê nhiều trong vấn đề chuẩn đoán trong chuẩn đoán thôi Đấy, trong chuẩn đoán thì bởi ra trong nội soi ống cứng thì có thể liên quan đến độ nhạy liên quan đến một trăm còn lại còn ống bán cứng thì có thể khoảng tầm 97% và đây là cái sự khác nhau nữa Một sự khác nhau nữa giữa ống cứng và ống bán cứng Sẽ liên quan đến vấn đề về Hầu hết tỷ lệ chuẩn đoán rất cao Và nó là gì? Là liên quan ống cứng thì chúng ta sinh thiết được cái mạnh bảy mạnh cái 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 mảnh sinh thiết nó to hơn so với vấn đề về ống bán cứng nhưng mà tỷ lệ chuẩn đoán ra cũng rất là cao thế ngoài ra còn biến chứng thì như nào đây là một số chuyện là biến chứng một số biến chứng lớn thì thông thường rất là ít gặp rất là hiếm gặp À, có thể vấn đề vẫn liên quan đến vấn đề về tràn khí màng phổi chảy máu nhưng mà khi chúng ta nội soi thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy mạch máu rồi lúc đấy chúng ta có thể kiểm soát được vấn đề về mạch máu thứ ba nữa là gì thế chung quy vấn đề là sinh thiết bằng phổi thì chúng ta sinh thiết kín hay là sinh thiết uh, chúng ta sinh thiết kín hay qua nội soi uh, nội soi bằng phổi thì đây có một cái cộng gộp chúng ta sẽ có chuyện là sinh thiết bằng phổi kín qua hướng dẫn của siêu âm hoặc là vấn đề về chúng ta phân tích dịch làm xét nghiệm dịch hay là vấn đề là chúng ta nội soi bằng phổi thì tất cả chuyện nội soi bằng phổi này cái giá trị mang lại nó rất là cao tầm 95 90 95 thậm chí có thể 100% đối với một số chuyện này là nguyên nhân. Đấy. Và thứ hai nữa là gì? Là khi nó kết hợp với nhau để đạt điều kiện chuẩn nhất là cái C tức là chúng ta sẽ kết hợp vừa mấy chuyện là gì? Sinh thiết dưới dẫn của chuẩn đoán hình ảnh và có sao có có phân tích dịch, có xét nghiệm dịch và có nội soi nội soi về nội soi lồng ngực thì tỷ chuẩn đoán đôi khi đều được 100% còn một số chuyện là do nguyên nhân vấn đề nguyên nhân nguyên nhân không phải ung thư tức là nguyên nhân à, không phải ung thư ví dụ là lao nước thì đôi khi làm sao cái sinh thiết màng phổi bị kín này cái tỷ lệ chuẩn đoán vấn đề lao nó không cao đây đây là một cái chúng ta sẽ so sánh chuyện là là sinh Sinh thiết bằng phổi kín hay là vấn đề về nội soi bằng phổi thì trong vấn đề nguyên nhân ác tính à, trong nguyên nhân không ác tính thì đôi khi làm sao tương tự giá trị đôi khi có thể vấn đề về tương tự nhau nó có thể là 69, sáu à, chín tổng hợp là 69 hoặc là sáu tám nhưng đối với với nguyên nhân ác tính thì làm sao tỷ lệ sinh thiết bằng phổi mù đôi đâu đó khoảng tầm bảy hai và làm sao sinh thiết bằng quan nội soi nội soi lồng ngực thì đôi khi đến khoảng tầm chín mấy phần trăm thì đấy là về về dịch bằng phổi nếu dịch tiết thì chúng ta lên sinh tiết và lên sinh tiết như nào thì chúng ta sẽ cân nhắc vấn đề về 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 xem xem cơ sở đó chúng ta có thể làm được những cái kỹ thuật nào thứ hai nữa là vấn đề về tràn mù bằng phổi thì trong vấn đề tràn mù bằng phổi người ta sẽ chia thành 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 bốn giai đoạn từ giai đoạn viêm nhỏ sau đó đến vấn đề về về các cái cái dịch nó nhiều lên và nữa uh, bộ bội nhiễm thêm có có cấy được ra vi khuẩn cấy được ra mủ hay không và trong trần mù bằng phổi thì đầu tiên là vấn đề chúng ta sẽ phải tiên lượng xem bệnh nhân này có yếu tố của vấn đề về tiên lượng nặng hay không, có yếu tố của mù bằng phổi hay không thì một số yếu tố tiên lượng nặng với uh, hay nhiễm mù bằng phổi đó là vấn đề về bệnh nhân nghiện rượu trên nền suy giảm miễn dịch và nếu mà nhiễm trùng thì nhiễm trùng tại bệnh viện thì sẽ nặng hơn so với nhiễm trùng uh, tại cộng đồng thì đây là một bảng chúng ta sẽ thăng điểm HD, uh, đi. chúng ta sẽ sẽ uh, sẽ uh, phân loại được chia chia đưa lại được cái nguy cơ nhiễm vấn đề về À, nguy cơ nặng của tràn mũi bằng phổi dựa vào các cái khả năng chức năng thận này, tuổi bao nhiêu này vấn đề về lượng dịch như nào và có nhiễm trùng ở cộng đồng hay bệnh viện này và lượng albumin máu như nào chúng ta sẽ phân biệt được vấn đề nguy cơ uh, nhẹ nguy cơ trung bình và nguy cơ cao và như tới đây vấn đề liên quan đến tỷ lệ tử vong trong vòng khoảng tầm 3 tháng cứ càng nguy cơ cao nó sẽ càng uh, sẽ ăn nặng À, còn đối, với xét nghiệm chuẩn đoán mủ thì thực tế xét nghiệm chuẩn đoán mủ phải dựa vào chỉ số pH trong vấn đề về dịch trong dịch màng phổi và thứ hai nữa là gì nếu chúng ta nghi ngờ gì dịch, dịch mủ thì chúng ta sẽ phải nuôi cấy khi mà chúng ta không làm pH thì chúng ta sẽ làm gluco từ lúc đấy để chúng ta sẽ định hướng được xem có như nào xem có nghi ngờ mủ hay không còn đây đây là một cái lược đồ để chúng ta sẽ vấn đề liên quan chuẩn đoán mủ bằng phổi nếu nâm sàng nghi ngờ À, Lâm Sàng nghi ngờ liên quan đến trần mù bằng phổi thì chúng ta sẽ định hướng đo được giá trị pH Xem pH nếu mà dưới 0,2, nguy cơ của trần mù bằng phổi phức tạp liên quan tràn trần mù bằng phổi uh, vách hóa nhiều Thì chúng ta có thể vấn đề về đặt sông bằng phổi Thứ hai là pH pH dưỡng lớn hơn 0,4, tức là nguy cơ của trần mù bằng phổi thấp Thì chúng ta sẽ đi tìm một số nguyên nhân khác Còn nếu mà giá trị pH trong khoảng từ 7,2 đến 7,39 Thì lúc đấy chúng ta sẽ sẽ uh, sẽ phân uh, sẽ làm các cái xét nghiệm khác như LDH, xem vấn đề LDH bao nhiêu nếu nào DH lớn hơn 900 thì lúc đấy là nguy cơ của mù hoàng phổi thì tùy vào lượng dịch hay vấn đề là chúng ta sẽ có can thiệp được mở hoàng phổi hay không thì chúng ta sẽ mở. Còn đâu nếu nào mà dưới 900 thì nguy cơ của vấn đề mù hoàng phổi phổi chúng ta sẽ theo dõi thêm hoặc là chọc, rửa chúng ta không đặt cần phải đặt sông dẫn lưu trong những trường hợp đó. Và trong mù hoàng phổi thì thì người ta sẽ cân nhắc cái chuyện là chúng, chúng ta có sử dụng tiêu sợi huyết thuốc tiêu sợi huyết không? thuốc uh, tiêu sợi huyết đặc biệt là trong một số tình trạng tràn mù bằng phổi phức tạp các tràn mù bằng phổi mù, uh, dẫn lưu mà không hiệu quả thì lúc đấy chúng ta có cần dùng thuốc tiêu sợi huyết hay không thì lúc đó thì chúng ta sẽ cân nhắc ta, cái này trong khuyến cáo là cân nhắc và có điều kiện để chúng ta dùng tiêu sợi huyết tiêu sợi huyết thì nó sẽ có dạng urokinaza testokinaza chúng ta sẽ bơm khoang bằng phổi nhưng mà đôi khi uh, bơm khoang bằng phổi để, để, để làm loảng cái mủ đó ra để để dẫn lưu ra thì cái này, này sẽ có vấn đề về giảm được cái thời gian nằm viện của, bệnh nhân nhưng chúng ta hãy cân nhắc đến vấn đề về các biến chứng của nó một trong các biến chứng của của, của thuốc tiêm thuốc tiêu sợi huyết vào khoa bằng phổi đó là vấn liên quan đến, đến uh, tràn máu bằng phổi và chảy máu đấy là nguy cơ cao nhất thứ ba nữa là gì chúng ta một vấn đề nữa là vấn đề liên quan đến tràn dịch bằng phổi ác tính thì tràn dịch bằng phổi ác tính đây là một cái cái biến chứng hay gặp hay gặp nhất có thể vấn đề liên quan đến bản thân ung thư ở trong khoa bằng phổi, ung thư trung biểu mô màng phổi hay vấn đề về ung thư khác chỗ khác di căn vào và di căn vào hay gặp nhất là ung thư phổi, ung thư vú và đôi khi có thể u lympho và hầu hết là khi giai đoạn đến giai đoạn tràn dịch màng phổi ác tính này thì hầu hết là vấn đề giai đoạn nặng uh, giai đoạn muộn rồi và chúng ta chăm sóc là hầu hết là vấn đề chăm sóc giảm nhẹ và chủ yếu là hút bớt dịch và nâng cao cái thể trạng và tỷ lệ tử vong của tỷ lệ sống thêm đối với tình trạng chăn buồng chăn mù bằng phổi ác tính này nó khoảng từ 3 đến 12 tháng và đây là một cái ngược đồ để chuẩn đoán vấn đề về tràn dịch bằng phổi ác tính thì hầu hết nếu mà chúng ta nghi ngờ tràn dịch bằng phổi ác tính thì chúng ta sẽ phải, phải vấn đề về làm các cái tế bào học và giải phẫu bệnh xem block tế bào học và xem block ở trong dịch bằng phổi và khi nào đấy ra chuẩn đoán thì lúc đấy chúng ta sẽ đi quản lý còn nếu mà không ra chuẩn đoán thì lúc đấy làm sao chúng ta sẽ phải đi vấn đề là sinh thiết bằng phổi sinh thiết bằng phổi thì như trên em đã đề cập đến nó sẽ có hai phương pháp sinh thiết bằng phổi kín hay vấn đề sinh thiết, bằng phổi qua nội soi bằng phổi thì bây giờ quản lý chứ của dịch bằng phổi đấy như nào thì chúng ta nhận thấy luôn thấy là thì chúng ta chọc dịch bằng phổi thì đương nhiên cải thiện được triệu chứng bệnh nhân nhưng nếu mà bệnh nhân cứ tràn dịch m phổi ác tính tái đi tái lại nhiều lần thì chúng ta có chọc dịch nữa hay không? Thì lúc đấy chúng ta sẽ cân nhắc chúng ta sẽ đặt một cái sông mỡ lưu ở trong khoang phổi và thậm chí có thể chúng ta sẽ gây dính bằng bột tan. Gây dính bằng bột tan thì chúng ta có thể bơm được bột tan qua sông dẫn lưu hoặc là chúng ta sẽ qua vấn đề nội soi bằng phổi. Và thứ hai là nếu mà bệnh nhân không bơm được bột tan thì thì không đặt được sông dẫn lưu thì chúng ta sẽ sẽ làm thế nào? Thì đây nó sẽ có một cái gọi là đặt vấn đề liên quan kate khoang phổi có thể là Floric thì đây là hay được áp dụng đối với những bệnh nhân làm sao nó tràn gì một phổi ác tính là tái đi tái lại nhiều lần và nữa gì hay gặp nhất là gì là phổi thì không nở ra được như chúng ta đã biết này một số chuyện ung thư ung thư phổi nó có thể vấn đề xâm lấn vào đường khí quản và lúc đó làm sao phổi không nở ra được thì lúc đấy chúng ta đặt sống dẫn lưu thì sẽ không phải là cái mà cái để chúng ta đặt ra đầu tiên mà chúng ta phải đặt một cái K khoang phổi đặt cái này chúng ta sẽ lưu giữ ở trong đây và cứ hàng ngày chúng ta có thể tháo tháo dịch màng phổi ra để cải thiện được triệu chứng của bệnh nhân thì đặt một cái sông dẫn lưu này đây thủ thuật rất đơn giản và có ít cái biến chứng và được cá nào sẽ cải thiện được các triệu chứng của bệnh nhân từ triệu chứng khó thở của bệnh nhân bây giờ có một cái so, so sánh là chúng ta sao nếu mà bệnh nhân mà uh, tràn phổi ác tính mà tái đi tái lại nhiều lần thì chúng ta sẽ gây dính hay là chúng ta vấn đề về làm À, bằng à, chỉ đặt một cái sông dẫn lưu uh, gây dính bằng viêm hay gây dính hay là một vấn đề bằng, bằng bột tan hay là gây dính qua nội soi bằng phổi thì đây đây là có hai cái, chúng ta sẽ so sánh vấn đề về gây dính bằng bằng qua bột tan hay dây dây thính dính bằng bằng can thiệp qua nội soi bằng phổi thì đương nhiên nếu mà bệnh nhân mà có chỉ định được nội soi bằng phổi được mà gây dính thì tỷ lệ đương nhiên thành công nó sẽ cao sẽ cao hơn còn lại đối với vấn đề về quản lý của trang dịch bằng phổi thì ác tính là gì đối với tình trạng này nếu mà phổi nó không nở ra được mà chúng ta chọc tháo mà phổi không nở ra được thì thì BTS luôn luôn khuyến cáo là chúng ta sẽ phải đặt một cái cate vào khoang phổi đó thì để chúng ta sẽ dẫn lưu và dẫn lưu ra còn nếu mà phổi đã nở ra được mà thì chúng ta sẽ khuyên là vấn đề này sẽ gây dính của bệnh nhân để vấn đề hạn chế với dự phòng tái phát cho bệnh nhân thì đây là vấn đề về nước đồ của vấn đề về tràn dịch bằng phổi ác tính thì nếu mà đề là uh, bệnh nhân có tràn dịch bằng phổi ác tính nhưng chúng ta sẽ cân nhắc đến vấn đề về khả năng sống thêm của bệnh nhân nếu khả năng sống thêm của bệnh nhân dưới một tháng tức là cái, cái kỳ vọng sống thêm của bệnh nhân dưới một tháng thì chúng ta không nên là uh, can thiệp tối thiểu cho bệnh nhân chúng ta sẽ chọc hút bằng phổi hàng ngày à. còn nếu, nếu mà kỳ vọng bệnh nhân sống thêm nhiều thì lúc đấy thì làm sao lúc đấy chúng ta sẽ cân nhắc giữa chuyện là chúng ta chọc tháo bệnh nhân hay là gì chúng ta đặt một cái kt à, không hay không nếu, uh, nếu mà bệnh nhân À, nếu mà bệnh nhân phổi không nở được có u chèn ép một khí quản không nở được thì chúng ta sẽ phải đặt một cái catheter vào khoang màng phổi của bệnh nhân và và tháo dịch hàng ngày còn nếu phổi đã nở ra được thì chúng ta sẽ cân nhắc chuyện là đặt sông dẫn lưu vào và chúng ta sẽ gây dính gây dính qua vấn đề về nội soi qua bơm bột tan hay là vấn đề qua can thiệp màng phổi bằng cách nội soi màng phổi còn tóm lại chung quy một cái vấn đề tràn dịch màng phổi thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ phải, sẽ phải khám lâm sàng và tiền sử gọi bệnh nhân chụp x quang và vấn đề về chụp x quang xem vấn đề của bệnh nhân có tràn dịch bằng phổi hay không nếu bệnh nhân có vấn đề về tràn dịch bằng có nghi ngờ tràn dịch bằng phổi ác tính hay không nếu nghi ngờ tràn dịch bằng phổi mà chúng ta an toàn để chúng ta chọc thì chúng ta hãy chọc dịch bằng phổi và làm các cái xét nghiệm liên quan à dịch bằng phổi từ xét nghiệm công thức dịch đến, đến đến đến, tế bào học đến cell block dịch bằng phổi và một số các xét nghiệm khác như ví dụ ADA này, LDH này có thể là pH của dịch bằng phổi và và chúng ta sẽ tính tỷ số pH chia cho vấn đề về protein dịch protein mạo protein thì khi đó làm sao chúng ta sẽ định hướng được nguyên nhân nếu chúng ta đã định hướng được nguyên nhân rồi thì chúng ta sẽ điều trị nguyên nhân còn nếu không thì chúng ta làm sao chưa làm được thì chúng ta sẽ phải xin phải cân nhắc vấn đề về sinh thiết bằng phổi và trong vấn đề về sinh thiết bằng phổi thì để là cái để chuẩn đoán chính xác nhất được cái cái nguyên nhân của tràn dịch bằng phổi là gì và một số những cái, cái cái cái, bệnh khác mà chúng ta sẽ định hướng được ở nghi ngờ một số bệnh như vấn đề liên quan đến tràn dịch bằng phổi dưỡng chấp hay vấn đề tràn máu bằng phổi thì chúng ta dựa ở chỉ số hematocrit hay là vấn đề tràn mù bằng phổi dựa chỉ số ph và các cái khác nữa thì để gì chúng ta định hướng được nguyên nhân này bệnh nhân này tràn dịch bằng phổi do cái gì cái bài trình bày của em em xin có ba kết luận một là gì chúng ta xét nghiệm dịch bằng phổi là một cái rất quan trọng để chúng ta định hướng được các cái nguyên nhân gây tràn dịch màng phổi có thể là lao hay ung thư hay vấn đề mù màng phổi hay chúng ta sẽ định hướng được một nguyên nhân nào nguyên nhân khác và thứ ba là gì thứ hai là sinh thiết màng phổi thì giúp chuẩn đoán chính xác vấn đề về nguyên nhân gây gây ra gây ra tràn dịch màng phổi và trong đó sao sinh thiết qua nội soi với màng phổi thì là một cái là một biện pháp có giá trị chuẩn đoán cao và đôi khi giá trị đoán cao, chúng ta sẽ kiểm soát được vấn đề về một số những cái tai biến nào. thứ ba là gì đặt sông dẫn lưu màng phổi trong vấn đề tràn mù bằng phổi thì tùy thuộc vào mức độ dịch và vấn đề về các giai đoạn của vấn đề tràn mù bằng phổi thứ tư nữa thì trong vấn đề về kiểm soát vấn đề về tràn dịch bằng phổi ác tính thì dẫn lưu bằng phổi hay là chúng ta đặt dự, đặt ca theo vào khoang bằng phổi hay là dẫn lưu bằng phổi và gây dính thì tùy thuộc vào vấn đề của, về, của bệnh nhân và tùy thuộc vào khối u có có phổi có nở được ra hay không ạ bài trình bày của em đến đây hết em xin cảm ơn các quý đồng nghiệp đã lắng nghe